Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến nhận được sự giúp đỡ của nhóm cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở bên Canada. Nhóm cô chú đã giúp đỡ cho bà con một số phần quà, là ngày hôm nay mình nhận được 95 phần quà cô chú anh chị. Thì địa điểm hôm nay mình phát quà là ở tại huyện Trần Đề của Sóc Trăng. Dạ, thì những cái phần quà này thì cũng như thường lệ thì mình sẽ trao đến là những ông bà cụ, những ông bà cụ có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, neo đơn. Dạ. Yến cũng xin công bố danh sách nhóm các cô chú Mạnh Thường Quân ở Canada đã giúp đỡ cho cái phần quà ngày hôm nay. Dạ. Tổng số tiền mà Yến nhận được là 38.430.000 đồng. Thì nhóm cô chú ở Canada là giúp tổng cộng là 2.100 Canada. Thì trong đó là có cô chú Thủy Hùng ở Canada gửi tặng 1.000 Canada tương ứng 18.300.000 đồng. Gia đình Huy Celia Thiệu Khương ở Canada gửi tặng 200 Canada tương ứng 3.660.000 đồng. Gia đình Hào Kim Tuệ Nghi ở Canada gửi tặng 500 Canada tương ứng 9.150.000 đồng. Anh Quốc Hiển ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.830.000 đồng. Đôn Phương ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.830.000 đồng. Gia đình Kelly Nguyễn và Phương Nguyễn ở Canada gửi tặng 200 Canada tương ứng 3.660.000 đồng. Dạ, thì tổng cộng là 2.100 Canada tương ứng là 38.430.000 đồng. Dạ, Yến xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn với cô chú Mạnh Thường Quân, các anh chị đã giúp đỡ cho bà con những cái phần quà ngày hôm nay. Thì mỗi phần quà của ngày hôm nay của mình, mỗi phần quà là 400.000. Dạ, thì Yến cũng xin chia sẻ luôn phần quà này của mình thì hiện tại là chưa có phải Tết, thì có thể là khoảng tầm mười mấy ngày nữa tới Noel, khoảng 20 ngày nữa là tới Noel, thì cái phần quà này là mình trao coi như là cũng ngay cái dịp Noel cho bà con. Dạ, còn số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi cho Yến giúp vào trong cái quỹ xây nhà, quỹ phát quà Tết á, thì Yến sẽ phát quà phát vào cái dịp mà sau Noel, là mình tại vì sau Noel á thì còn khoảng tầm một tháng thôi là Tết, thì cái thời điểm đó là bắt đầu Yến mới phát quà Tết nha cô chú anh chị. Cho nên là cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi quà Tết thì Yến sẽ phát sau Noel đó nha. Yeah. Và phần quà ngày hôm nay thì 400.000 đồng thì Yến cũng xin chia sẻ về cái phần quà của mình luôn. Dạ, trước tiên thì mình có một bao gạo 10kg. Dạ đây, bao gạo 10kg thì như thường lệ thì được tặng một chai nước tương. Thì chai nước tương Yến bỏ vô trong cái bọc nhu yếu phẩm luôn. Đó, đây bao gạo 10kg nha cô chú anh chị. Ở đây mình cũng có 95 phần là 95 bao. Dạ, còn ở bên đây là mình có một cái túi quà. Thì Yến cũng xin kể trong cái túi quà này luôn. Dạ. Ở trong cái túi quà của mình thì gồm, dạ, thứ nhất là cá mòi thì đợt này á, là do cái phần quà là 400.000 cho nên Yến mua chẳng tiền cái phần 400.000 á, thì cá mòi mình nó hơi lẻ một chút, đó là 8 lon. Dạ, để cho tròn cái phần quà của mình. Đây, đây 2, 3 lon, 4, 5, 6, 7, 8, dạ đây 8 lon. Rồi, có một chai dầu ăn, một chai nước mắm. Còn đây một chai nước tương. Chai nước tương này là trong cái bao gạo người ta tặng đó cô chú anh chị. Thì Yến cũng bỏ vào trong cái phần quà luôn. Dạ. Đường mình có 1 kg đường, một gói bột ngọt, một gói muối, một lon sữa bò với lại một gói hạt nêm. Thì đó là cái trong cái phần quà của mình. Và cuối cùng thì trong phần quà của mình là còn thêm là tiền mặt là 100.000 đồng tặng cho bà con, là tổng cộng là phần quà 400.000. Dạ, thì sau đây Yến cũng xin chia sẻ rõ về cái số tiền của từng món đồ. Dạ, phần quà 400.000 đồng của mình thì bao gồm gạo 10kg là 120.000, tặng một chai nước tương, cá mòi là 8 lon, đường 63.000 đồng, đường 1kg 22.000 đồng, dầu ăn 32.000 đồng, bột ngọt 26.000 đồng, sữa 16.000 đồng, hạt nêm là 5.000 đồng, nước mắm là 12.000 đồng, muối là 4.000 đồng và tiền mặt là 100.000 đồng. Tổng phần quà của mình là 400.000 đồng. Thì Yến cũng xin chia sẻ về cái số tiền chi ra cho đợt phát quà ngày hôm nay. Thì tổng mình chi ra là 38.490.000 đồng. Thì trong đó là bao gồm 95 phần quà, mỗi phần quà là 400.000, thì tổng cộng là 38 triệu đồng. Và bọc gói quà là 40.000, tiền vận chuyển bốc vác là 450.000. Và tổng cộng của mình là 38.490.000 đồng. Dạ.
Yến xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn nhóm cô chú Mạnh Thường Quân ở bên Canada đã giúp đỡ cho bà con những cái phần quà ngày hôm nay rất là ý nghĩa để trao đến cho bà con nha. Thì như thường lệ thì mỗi lần phát quà thì Yến sẽ đến sớm trước khoảng tầm 2 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để sắp xếp, rồi một hồi nữa tới giờ bà con mới đến. Ngày hôm nay thì mình cũng mượn một cái sân chùa ở trong chùa để mình ở chùa ở địa phương để mình tổ chức mình phát quà cho bà con. Thì Yến để quà ở đây, chút nữa bà con vô trong ngồi, thì khi mà bà con đến đông đủ thì nhận quà rồi mình đi về luôn cho nhanh chóng. Dạ. Dạ con xin kính chào quý ông bà cô chú ngày hôm nay là đến nhận quà. Dạ thì con cũng xin thông báo là hôm nay là mình nhận được những phần quà là được nhóm cô chú Mạnh Thường Quân ở Canada giúp đỡ cho bà con mình những cái phần quà ha, cũng coi như là sắp tới dịp Noel thì mình nhận cái quà này coi như quà Noel nha ông bà cô chú ha. Dạ thì con cũng xin nói về cái phần quà của mình, chút nữa mình nhận là mỗi người mình nhận một bao gạo. Dạ, cái một cái túi đồ trong đó có cá mòi, sữa, đường muối, bột ngọt, nước mắm, nước tương rồi đó. Dạ, rồi với cuối cùng là mình có thêm 100 ngàn tiền mặt nữa. Chút nữa ông bà đưa phiếu cho con đưa 100 ngàn rồi xong mình bước ra mình lãnh thêm gạo với cái túi quà là đủ rồi, cái mình đi về luôn ha, cho đừng có để ùn tắc ở đây. Dạ, rồi con cũng xin cảm ơn quý ông bà cô chú bữa nay là mình đến nhận quà. Rồi bữa nay hình như con thấy bà với cô nhiều hơn chú với ông ha, chú với ông ít quá. Dạ, rồi con cũng cầu chúc cho quý ông bà cô chú được nhiều sức khỏe, bình an ha, với gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, rồi. Rồi dạ bây giờ mình cầm phiếu lên ha, chuẩn bị con phải phát quà rồi mình cứ đứng lên từ từ thôi, ai chưa tới thì cứ ngồi đi, tại có phiếu là có quà không cần phải đứng lên. Dạ. Dạ. À, bà ơi của Mạnh Thường Quân tặng cho bà nha bà ha. Dạ bà về khỏe nha, rồi mình qua đây lấy gạo với lấy quà nữa nha. Dạ bên đây nè. Dạ. Dạ rồi bà ơi tới bà ơi. Dạ. Dạ con gửi bà của Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Dạ. Dạ rồi bà về mạnh khỏe nha, qua đây lấy đồ. Dạ. Dạ rồi con cô ơi con gửi cô của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ rồi qua đây lấy đồ nữa nha cô nghe. Dạ con gửi ông của Mạnh Thường Quân tặng ông nha. Dạ rồi ông về bên đây nè ông lấy đồ. Dạ dạ con chào cô nha. Dạ cô ơi của Mạnh Thường Quân tặng cô nha. Dạ cô qua bên đây lấy gạo lấy quà thêm ha. Dạ dạ con gửi bà của Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ rồi dạ bà về khỏe nha. Dạ qua bên đây lấy đồ ha. Dạ con gửi bà của Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Dạ rồi bà về khỏe nha, qua bên đây mình lấy gạo lấy quà thêm nha. Dạ con gửi cô của Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ qua bên đây mình lấy quà nha. Dạ con gửi bà của Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Dạ 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 bà qua bên đây nè, bà nhận thêm gạo với nhận quà thêm nha. Dạ của Mạnh Thường Quân á tặng cho mình nghe bà nghe. Dạ cảm ơn con. Dạ dạ con cảm ơn bà. Dạ qua bên đây. Dạ con gửi bà của Mạnh Thường Quân tặng mình nha bà ha. Dạ rồi bà về khỏe nha, qua đây lấy gạo nè bà. Dạ dạ con chào bà. Dạ, của Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Dạ con cảm ơn bà. Dạ dạ sống dài trăm tuổi nha. Dạ, con dạ, cảm ơn bà phát tài phát đạt ha. Dạ bà cũng vậy nha, mạnh khỏe bình an nha. Dạ rồi qua bên đây mình lấy gạo lấy đồ thêm nha. Dạ con mạnh khỏe. Dạ con cảm ơn ông. Dạ con cho bệnh hoạn. Dạ dạ ông cũng mạnh khỏe bình an nghe ông nghe. Dạ dạ con gửi cô nha, là có Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Rồi qua bên ngoài mình lấy thêm gạo lấy đồ cho đủ nha. Dạ lấy đủ phần quà rồi mình hãy về nha cô nha. Dạ dạ rồi dạ mình lấy đủ phần quà rồi mình hãy về ha cô ha. Dạ dạ mình lấy đủ ra ngoài lấy gạo lấy đồ nữa nha con nha, của Mạnh Thường Quân tặng mình đó cô ơi. Dạ rồi con gửi ông có Mạnh Thường Quân tặng ông nha. Dạ rồi ông qua đây ha. Dạ con gửi bà nha. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Dạ rồi bà qua đây lấy thêm gạo quà nữa nha bà ha. Dạ cô ơi của Mạnh Thường Quân tặng nha cô ha. Dạ rồi cô về khỏe nha. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Dạ rồi bà về khỏe nha. Dạ dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ rồi cô về khỏe nha. Dạ dạ của Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô nghe. Dạ cô về khỏe nha. Dạ dạ từ từ thôi cô ơi. Dạ dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ cô về khỏe nha. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ dạ gửi cô nha, của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô. Dạ Quân tặng mình nha cô ha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô nha. Dạ dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ à, cô ơi Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ rồi dạ à, Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô nghe. Dạ rồi dạ
Dạ, của Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha. Dạ, dạ, dạ. Cho mình dạ, của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ, dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ, rồi. Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha chị ha. Dạ. Rồi, Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha. Dạ, dạ. Rồi, Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô nha. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha. Dạ. Đây Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ, dạ. Cô ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô ha. Dạ, cô về mạnh khỏe nha. Cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cô về nha. Dạ. Dạ, dạ. Rồi, Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ, rồi. Dạ, đây. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng tặng mình nha cô ha. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng cho mình ha. Dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng cô nha. Dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng mình ha. Dạ. Đây. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha. Dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ. Rồi, Mạnh lãnh giùm ai vậy con? Lãnh giùm bà. Lãnh giùm bà ha. Rồi, rồi lãnh giùm trai vậy con? À, lãnh giùm bà ngoại ha. Rồi. Rồi, lãnh giùm ai vậy con? Ờ, à, lãnh giùm bà. Rồi. Rồi, nhà đây. Thôi con lãnh giùm cho ai vậy con? Lãnh giùm cho cô của con nha. Đây của Mạnh Thường Quân tặng cho mình nè. Rồi. Rồi lãnh giùm ai vậy? Dạ lãnh giùm cho bà. Ờ lãnh giùm cho bà ha. Rồi ừ rồi. Dạ. Cảm ơn dễ chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ của bà ngoại. Ờ lãnh giùm cho bà ngoại phải không? Rồi đây của bà ngoại. Rồi. Dạ đây rồi. Rồi bà ngoại nằm rồi. Dạ về mạnh khỏe ha. Ra đây mình ăn gạo vui vẻ. Của cô ơi Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ qua đây lấy gạo nè cô. Dạ gửi cô nha của Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ qua đây lấy gạo lấy quà thêm nha. Dạ con gửi cô nha của Mạnh Thường Quân tặng mình. Dạ cô qua đây lấy gạo lấy quà. Chú ơi của Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ rồi chú qua đây lấy gạo lấy quà thêm rồi về nha chú. Dạ à, cô ơi của Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ha. Dạ rồi cô qua đây lấy gạo lấy quà nha. Dạ rồi ông ơi của Mạnh Thường Quân tặng ông nha. Dạ rồi. Dạ à, ông qua đây lấy thêm gạo lấy quà rồi về. Dạ chú ơi của Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ à, rồi qua đây lấy gạo lấy quà về. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình ha chị ha. Dạ rồi này lãnh ai vậy? Lãnh cho bà kế nhà ha. À, lãnh giùm. Lãnh giùm ai vậy em? Cho cô. À, cho cô rồi. Bác ơi con gửi ba bác của Mạnh Thường Quân tặng mình nha bác ha, cho con xin cái phiếu nha. Dạ mình lấy gạo thêm với quà bên đây nè bác. Dạ. Dạ bước tới mình lấy quà ha bác ha. Dạ con gửi bác nha. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ mình qua đây lấy gạo lấy quà thêm ha. Dạ bác ơi con gửi bác của Mạnh Thường Quân tặng bác nha. Dạ bác qua đây là lấy quà với lấy gạo thêm ha. Dạ. Dạ cô ơi của Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ rồi. Này lãnh giùm cho ai vậy em? Dạ cho mẹ. Cho mẹ ha. Rồi qua đây nè. Mẹ với cha nó là dạ. Dạ lãnh mạnh. Dạ rồi cảm ơn. Dạ. Con gửi chú của Mạnh Thường Quân tặng mình quà ha. Dạ. Anh qua đây lấy anh qua đây lấy gạo lấy đồ nha. Đây gửi chú của Mạnh Thường Quân tặng mình ha chú ha. Qua đây lấy gạo với lấy đồ nha chú ha. À, con gửi cô của Mạnh Thường Quân tặng mình nha. Dạ rồi cô qua đây lấy gạo lấy đồ nha cô ha. Ừ, cô ha, cô Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô ha. Dạ rồi cô lấy gạo với lấy quà ngoài đây nè cô ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi thì mình đã trao xong 95 phần quà được nhóm cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở bên Canada giúp đỡ cho bà con. Thì hôm nay mình phát quà thì cô chú anh chị thấy có nhiều người trẻ người ta đến nhận quà, nhưng mà thật ra là toàn bộ là những cái người trẻ đến nhận là đa số là nhận dùm hết cô chú anh chị. Tại vì trong cái phần mà danh sách mà nhận cái phiếu quà được cô chú Mạnh Thường Quân tặng đó thì đều là những ông bà cụ, những cô chú lớn tuổi khó khăn thôi. Nhưng mà do là những có nhiều ông bà lớn tuổi đi không có nổi, sức khỏe bị yếu, bị bệnh cho hoặc là tai biến không có đi tới cái chỗ lãnh quà được thì nhờ người khác lãnh giùm. Hoặc là có một số cô chú
là khó khăn rồi, rất là khó khăn, cho nên nó là cũng phải đi làm. Thì bây giờ là hiện tại là đang vô cái mùa dặm lúa nè, thì một năm nó không phải là có mùa dặm lúa liên tục để mà dặm đâu, mà lâu lâu có được cái mùa thì người ta tranh thủ người ta đi làm đi dặm lúa. Thì bây giờ mình phát thì cũng ngay cái giờ người ta làm thì người ta không có bỏ công việc để đi lãnh được, thì người ta nhờ người ở xóm hay là nhờ cháu gì đó để đi đến lãnh giùm. Dạ, chứ thật ra là cái phần quà của mình là trao cho người già thôi. Thì khi mà nhận cái phần quà thì các ông bà, các cô chú đều rất là vui mừng, rất là cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà con những cái phần quà rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Dạ, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.